Chấn động nè mấy bà ơi, lần đầu tiên tôi order hải sản xô về nhà ăn và cái kết chỉ từ 359 cành thôi nha. Cái phần của tôi á, ê mà có phần rẻ hơn nữa đó. Hello mọi người, mình là Vi Tích Review đây. Lướt trên Facebook á, tôi thấy hải sản xô đang có cái vụ mà kiểu như mua mang về ăn á. Thấy thèm thiệt nha, cái tôi order thử hai phần về ăn coi sao. Hải sản xô này thì có nhiều phân khúc giá cho mấy bà dùng thử nha. Có phần 289k là không có cua, còn phần 359k, phần 559k. Hôm nay tôi order hai phần bự nhất về luôn. Hai cái loại sốt hôm nay tôi chọn á là sốt ớt cay truyền thống với lại sốt tiêu đen nha. Mở cái bịch nước sốt ra một cái ta nói nó thơm gì đâu luôn mấy bà, kiểu nó nồng nồng nữa. Nè nè, nhìn hải sản đi, uống nu uống na luôn á. Trong cái phần hải sản này thì nó có tôm nè, cua nè, mực nè, rồi hào nè, con vẹm nè, rồi sò điệp nữa nè. Nói chung là nhiều loại lắm. Cho bà nào không biết á, cái phần mà có con cua Cà Mau luộc màu đỏ đỏ đó là 559 cành nha. Phần đó thì nhiều hơn. Còn cái phần ở bên đây á thì nó chỉ có 359 cành thôi, là cua lột. Tôi quay cận cho mấy bà thấy mấy con tôm nó uống nu cỡ nào nè. Tôi nói hải sản ăn là tươi gói luôn á. Chất lượng thì như nhà hàng luôn, có ship tận nơi cho mấy bà luôn. Kiểu phù hợp mình đặt tiệc tùng hay sinh nhật đồ đó, ok nha. Tôi thì tôi thích cái sốt ớt cay truyền thống á. Trời ơi, nó cay mà không có nồng quá nha. Rồi nó ngọt ngọt, nó mặn mặn, nói chung là ăn ngon lắm luôn. Khi mấy bà mua về nhà thì người ta có tặng cho hai hũ nước sốt với lại 4-5 cái bao tay bọc để mình ăn á. Kiểu như rất là chu đáo nha. Hồi xưa tôi hay coi trên mạng á, thấy người ta hay ăn cái này lắm luôn nè. Nhìn cái nước sốt thấy thèm. Trời, tôi tưởng đâu là mắc lắm luôn, nhưng mà không ngờ là giá nó lại ok vậy luôn á. Mấy bà nhớ coi hết clip nha, tôi có hướng dẫn cái đường đi lại quán để mua, hoặc là mấy bà có thể đặt ở trên fanpage nha. Đây, cái phần cua lột này có 359 cành luôn á. Mà lần đầu tiên tôi ăn con cua lột luôn nha. Nó mềm xèo mà tao nói thịt nó nhiều ơi là nhiều luôn. Hòa quyện với cái nước sốt cây truyền thống đó, nó ngọt ngọt mặn mặn, ăn đúng bắt luôn á. Rồi bây giờ đi theo tôi chỉ đường nè. Cái này là hải sản xô, nằm ở đường Nguyễn Hiền. Mấy bà chạy vô khu dân cư 91B, chạy thẳng hoài luôn, nằm bên tay phải có cái ngã ba nè, là thấy rồi đó. Ê, tôi nói thiệt á, mấy bà đặt ăn thử đi, không có làm mấy bà thất vọng đâu. Vậy nha, bye bye. Nhớ đặt về ăn thử đó nha, không có làm mấy bà thất vọng đâu. Bye bye.